đẹp da. Rồi, rồi thỉnh họ vô, thỉnh ấy vô, mâm vô. Cái đứa được rồi. Rồi tụi con bưng lên đi đi. Bưng vô anh, nó đi đây. Bưng vô để đi. Uống cái sẵn để đi con. Hỏi ngay rồi gọi xuống ra để thỉnh tôi luôn nè. Lát một con hướng đâu. Hả? Phượng đi rút ra bên nội chưa về tới. Lan. Lon ra ấy được không? Ờ, có làm đó. Mở xuống ra cái mấy cháu vô, thỉnh các bạn đâu bên đây gọi bạn bạn của bên khải đâu? Cây trước thì cúng của mình tổ ông bà, sau nữa thân tộc nhà gái dùng để thảo xin kính trình. Con Duy thì đây chấp thuận chúng ta đại diện cho gia đình uống thì chấp thuận nha. Còn cái phần bữa nay thì rút dâu rồi còn có ai ông cứ để còn lại một phần nữa không hỏi nè hỏi được tôi nói gì rồi thì trước khi phần thì lần này xin phép gặp nhà gái để thờ cúng rồi thì để con bưng mâm vô lại để sắp bàn thờ cúng rồi dở coi ngài có khi đâu dở cái mâm cái cây đi đem cái cây được thì dở đi dở mâm trước đi cặp cái đi gọn đầu ngay có đủ cái đi rồi đem vô bưng vô vô dở mâm đi con. Ừ, luôn dở ra để đồ thắp cái trà lên lên cặp thôi còn để đâu để cặp cho dưỡng dưỡng đi đến trong tiệm thì tới đó có hai cặp ta hả, hai cặp rồi lấy hai cặp rồi lấy cặp rồi hai cặp rồi rồi đúng rồi đó rồi 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 mấy mấy anh này đâu mấy cái này chưa lại rồi uống vô mình đẩy má ăn luôn đây rồi xong thì xin kính trình thân học nhà gái đến giờ tôi họ kính xin thỉnh họ thân học nhà gái đến thân học nhà trai để dùng một bữa cơm thân mật và cho biết quê hương của bên ông chồng của đứa cháu và xin kính kính trình rồi để coi gọi đó đi đến sẵn rồi đó bây giờ ông đâu thôi đang chỉ ngồi uống nước đi uống nước ra đi rồi thôi thì cứ còn mấy ông anh á tôi bắt cụ cho tôi cái hàng tôi quá uống trong đây đến giờ để thân trọng nhà gái về bên thân trọng nhà trai có dùng một bữa cơm thân mật. Rồi uống rồi giết cái gì cái chai mình giết vô cái nhạo giết vô cái chai đó.
vô mà chơi ngay. Vô đây là con ghế đã. Đó, đó, đó. Lên đây.
Cho đẹp.
Rồi, bye bye bà. Dạ, đây, chào chú. Chú MC nè, quá hay lắm chị. MC mà phụ đãi luôn nha. Phụ đãi luôn. Tôi ngồi đầy cay chào.
Oh.
rồi em cảm ca bài hát được mang tên Bông Điện, xin quý vị cùng lắng nghe. Ôi xin 1111 khán giả vỗ tay ạ. À, và tiếp tục chương trình xin mời dì hai của cô dâu và dượng sáu của cô dâu ca bài tự chọn ạ. Theo lời đề nghị của ba nhà hát giả. Nhìn đâu vậy trời?
Đổi gấp đi. Rồi. Được chưa? Đẹp không cho đội. Có tâm không? Quan trọng là có tâm không cho mà. Trời ơi, chụp bu 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 không biết được không? Không chắc đến đổi, không đến đổi đâu. Hắn với em hai chụp cho. Thank you.
được chưa? Kéo cái này ra nè, cái phùng phùng ra đẹp. Rồi vô nè. 1, 2, 3. Cái này nó cài dây nè. Làm lại tắm nó nha. 1, 2, 3. Ok.
sợ nhớ dễ thương. Hết hồn vậy chứ.
để tiếp tục chương trình văn nghệ tiếng hát của Ngọc Trinh và chú Bảy của cô dâu sẽ trình bày một bài hát được mang tên Sầu Tím Thiệp Hồng. Trong ca bài nhớ người yêu ca cổ à. Theo lời đề nghị của 1,110 khán giả à. Alo. Alo. Xin cảm ơn những lời mà anh giới thiệu, cảm ơn rất nhiều. Nói chung ra nào giờ hát cổ cho nên cũng xin mời quý cô chú anh chị mà cũng gác mà lắng nghe nha. Rồi để tiếp tục chương trình bà Sáu sẽ gửi đến một nhạc phẩm mang tên Khi Đã Yêu. Xin mời quý chú anh chị cùng thưởng thức. Thank you.
Dạ kế tiếp xin mời bà ngoại cô dâu chuẩn bị lên cao bài ca dũng biết sao à. Theo lời đề nghị của chú rể à. Ê, bà ngoại nãy gì đâu, không biết bà ngoại là ai. Đây, đây, đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn lời ca rất là ngọt ngào của chị hai cô dâu ạ. Và tiếp tục chương trình có ngày hôm nay trên bà ngoại cô dâu ca bài hát một tên Chờ Đông, xin quý vị cùng lắng nghe. Và tiếp tục chương trình xin mời em Cẩm đến từ nhà trai chuẩn bị bài hát ạ.
111 khán giả vỗ tay ạ. Và tiếp tục chương trình, xin mời dì hai của cô dâu và dượng sáu của cô dâu ca bài tự chọn ạ. Theo lời đề nghị của 3.000 khán giả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời dịp hai của cô dâu và dượng sáu cô dâu lên ca bài tự chọn theo lời đề nghị của 3,110 khán giả. Vỗ tay với bà con à. Bởi vì gì hai gặp nhau anh đã nhiều mong nhau.
Để cho nước nhìn như ngày hôm nay, tôi xin hãy giới thiệu bản nhạc được mang tên Giọng Gác Đêm Sương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tiếp tục chương trình cho ban ngày hôm nay. Xin mời cậu ba của Châu ạ. Các bạn được chọn ạ. Đây cậu ba ca rất là ngọt ngào của ba ca bà Trinh Sơn của ai. À, cậu ba ca bài bộ bạc trên 1.110 khán giả của tay ạ. Anh ra dưỡng sáu phải không? À, bác hai ca trong ca chứ dưỡng sáu ca bài ca chú sao ạ? Xin quý vị cùng lắng nghe. Alo. Yeah, yeah, yeah.